Thưa quý vị, sáng nay gần 400 Phật tử đến từ khắp nơi trong cả nước tham dự lễ công bố quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu ở ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An. Thiền Tông từ khởi thủy Đức Phật sáng lập ra Phật giáo qua các nước châu Á và dần đến Việt Nam. Từ quá trình sưu tầm, soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có được những tài liệu quyền ký của Đức Phật. Tài liệu này được xuất bản năm 2016, một bộ sách gồm 10 cuốn với những tài liệu về phương pháp tu Thiền Tông mới mẻ. Do nhu cầu của độc giả và Phật tử gần xa, chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng đã chủ trương mở những buổi giải đáp thắc mắc để những người tu theo phương pháp Thiền Tông được nắm rõ. Tại lễ công bố, các vị thiền gia cũng đã có những bài tham luận về Thiền Tông. Trước đó, cuối năm 2016, chùa đã nhận được giấy phép giải đáp pháp môn Thiền Tông từ chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.